chào cả nhà đã quay trở lại kênh Văn Son Vlog. Giờ hôm nay Son tiếp tục bằng clip với nhà ơi. Và hôm nay đã có hàng về cả nhà ơi. Và hôm nay có hàng về rồi, Son mới làm được 5 cây vợt. Anh em kích thủ nào có cần vợt thì liên hệ cho Son cả nhà ơi. Đây là 5 cây vợt Son mới làm xong. Toàn bộ là độ tốt không cả nhà. Vợt inox 100%. Toàn bộ là lưới thái không cả nhà ơi. Và Son làm là Son đi là Son biết, là làm lâu năm rồi nên Son biết cây nào tốt cây nào xấu cả nhà. Và đây là một cây đầu tiên. Đây là cây thứ hai. Cây nào cũng giống cây nào cả nhà ơi. Y chang luôn. Khá là đẹp luôn cả nhà ơi. Đây là Son luồn giáp với chân cả nhà, giáp mối chân. Chỉ có giữa là Son cọc gen cả nhà ơi. Và đây là cây thứ hai, cây thứ ba chứ. Khá là tùng luôn nha. Để Son bỏ cái kéo bỏ vô cây tùng cái nào nha. Cây nào cái đấy là tùng, là bao tùng luôn cả nhà ơi. Là vớt cá là không bao giờ lọt ra ngoài nha, không có trao ra ngoài nha. Và cây thứ tư. Và cuối cùng là cây thứ năm. Khá là tùng luôn cả nhà ơi. Rồi xong 5 cây. Anh em kích thủ nào muốn đặt vật thì liên hệ cho Son nghe, số điện thoại Son để trên đầu video cả nhà. Anh em nào có cần xài vật inox lưới thái thì liên hệ cho Son nha. Và một cây này là hổm là Son đã có báo giá rồi, đó là 50.000 cả nhà, không bao ship luôn nha. Anh em nào mua thì liên hệ cho Son qua số điện thoại Son để trên đầu video. Nhanh tay, số lượng có hạn cả nhà ơi. Rẻ đẹp chất lượng. Tại vì Son có xài Son biết. Rồi Son kết thúc leo tại đây nha. Cảm ơn cả nhà theo dõi video của Son nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những video tiếp theo của Son nha. Đây là xung quanh, đây là đồ Son làm vật. Khá là lung tung luôn.